xin kính chào quý vị và các bạn do tác động của không khí lạnh tăng cường và vùng hội tụ trên mực 1.500m nên bắc bộ có mưa rào và rông trên diện rộng khu vực vùng núi và trung du thì có mưa vừa mưa to và có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến là từ 50 cho tới 100 mm có nơi trên 150 mm từ đêm ngày 9 tháng 5 mưa lớn giảm dần người dân cần phải đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra như sạt lở đất đá và lũ quét thủ đô Hà Nội không nằm trong vùng mưa lớn, nhưng trời duy trì nhiều mây, có mưa bất cứ lúc nào trong ngày, lượng mưa khá tập trung vào chiều tối và đêm, và nhiệt độ thì duy trì ở mức mát mẻ, ngày đêm dưới 30 độ. Tương tự tại các tỉnh thành, Bắc Trung Bộ cũng có mưa rào và rông rải rác, vùng phía tây của khu vực tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có điểm mưa to và rông mạnh, cục độ sẽ có điểm mưa rất lớn, các tỉnh thành phố ở khu vực từ Quảng Bình chiều vào xuống tới Bình Thuận ngày trời nắng, nhưng mà cường độ thì không gắt, mức nhiệt ngày mai sẽ cao từ 32 đến 35 độ. Như là tại thành phố Đà Nẵng xác suất xuất hiện mưa thấp hơn 50%, nền nhiệt cao nhất trong trưa chiều nay sẽ ở quanh mức là 32 đến 33 độ. Ở phía Nam, tại khu vực Nam Bộ, nắng nóng diện rộng sẽ bước sang ngày thứ 41 liên tiếp, khi mà nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay sẽ ở ngưỡng 34 đến 37 độ, có nơi thậm chí là còn cao hơn. Còn ở khu vực Tây Nguyên, ngưỡng nhiệt trong ngày sẽ cao từ 33 đến 35 độ. Ban ngày thì oi nóng nên chiều và tối tại cả hai khu vực này sẽ xuất hiện mưa rông. Nhưng với dạng mưa cục bộ, tuy nhiên thì vẫn cần phải đề phòng với hiện tượng tố lốc cùng với gió giật mạnh. Như tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối nay thì có xác suất mưa vào khoảng là 45%. Còn trưa chiều thì trời nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Thời gian nóng là từ 12 giờ trưa đến 15 giờ chiều. Phải đến tối và đêm không khí mới dịu đi, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26 đến 27 độ. Thưa quý vị, trong báo cáo vừa công bố, đội ngũ phân tích chứng khoán MB cho biết, lãi suất 12 tháng trung bình của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quốc doanh ở mức 4,7%, thấp hơn 26 điểm cơ bản so với đầu năm. Ở chiều ngược lại, đã có thêm một số ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong tháng với mức tăng giao động trong khoảng từ 0,2% cho đến 0,3%. Theo các chuyên gia, lãi suất tiết kiệm các ngân hàng tăng trở lại trong bối cảnh tiền gửi của người dân rút dần ra khỏi hệ thống ngân hàng. Số liệu của Tổng cục Thống kê đến ngày 25 tháng 3, huy động vốn gồm dân cư và tổ chức của các tổ chức tín dụng giảm 0,76% so với đầu năm, trong khi cùng kỳ năm ngoái tăng gần 1,2%. MBS dự báo cầu tín dụng sẽ tiếp tục xu hướng tăng lên mạnh hơn từ giữa năm 2024 khi sản xuất và đầu tư tăng tốc mạnh hơn trong những tháng cuối năm. Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại lớn sẽ có thể nhích lên 50 đến 70 điểm cơ bản, lên mức 5,1 đến 5,3% trong nửa sau năm 2024. Tuy nhiên, lãi suất đầu ra sẽ vẫn duy trì ở mặt bằng hiện tại. Trong bối cảnh các cơ quan quản lý và ngân hàng nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn,